Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với nội dung hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng trên lĩnh vực tài nguyên môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian đến. Trên cơ sở đánh giá vai trò và kết quả hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng thời gian qua, hội thảo đã dành thời gian đóng góp ý kiến vào thỏa thuận tăng cường phối hợp giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng trong thời gian đến, cũng như kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025. Các đại biểu chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo, đặc biệt là thể chế liên tỉnh thành phố, quy chế và nội dung phối hợp giữa hai địa phương và các thành viên trong ban điều phối theo hướng thực chất hơn, toàn diện hơn, liên quan đến nhiều vấn đề như phân phối nguồn nước, giám sát quy trình vận hành của các nhà máy thủy điện, kiểm soát ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông, ứng phó hạn mặn, vai trò của ban điều phối, v.v. Những ý kiến tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện thỏa thuận và kế hoạch hoạt động, làm cơ sở trình Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt để triển khai thực hiện trong thời gian đến.